Hơn nửa thế kỷ qua, với bề dày truyền thống dạy tốt, học tốt, các thế hệ cán bộ giáo viên và học sinh trường Trung học phổ thông Yên Mỹ đã vượt qua biết bao khó khăn để đạt được những thành tích vẻ vang trong sự nghiệp chồng người. Dưới mái trường này, bao thế hệ giáo viên đã hoàn thành sứ mệnh của người lái đò và bao thế hệ học sinh đã trưởng thành, góp phần tích cực vào sự phát triển của quê hương, đất nước. Ngược dòng lịch sử, ngày 25 tháng 8 năm 1965, trường phổ thông cấp 3 đầu tiên của huyện Yên Mỹ được thành lập theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên với tên gọi là trường cấp 3 Đồng Than, gặp muôn vàn khó khăn. Ngày ấy, thầy hiệu trưởng Nguyễn Văn Kỉnh cùng 12 thầy cô giáo, 4 lớp học và 220 học sinh bắt tay vào xây dựng trường trong sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự tin yêu đùm bọc của nhân dân địa phương. Địa điểm đầu tiên của trường được xây dựng tại thôn Xuân Tràng, xã Đồng Than. Ra đời trong hoàn cảnh đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc, nên nhà trường phải rời địa điểm nhiều lần và tên trường cũng thay đổi theo từng thời kỳ lịch sử. Những địa danh mà trường đã và về sơ tán như thôn Xuân Tràng, xã Đồng Than, thôn Thượng Tài, xã Thanh Long và hiện nay đóng ở thôn Hảo Xuyên, xã Tân Lập đã trở thành ký ức không thể nào quên đối với bao thế hệ thầy và trò trường Trung học phổ thông Yên Mỹ. Đình này là ngăn đôi ra làm hai lớp, thế và bên thôn Đồng Than là dựng hai cái lớp nhà tranh. Thì lúc đó là cơ sở vật chất thì có thể nói là cũng rất là nghèo nàn. Thế và học sinh thì rất vất vả bởi vì là đi học một buổi, thế còn một buổi thì hầu như là phải tham gia lao động, xây dựng trường lớp, thế rồi làm hầm, tránh máy bay. Các thầy là ở rất nhiều tỉnh về đây. Thế và lúc đó là tất cả các thầy đều ở tập thể cả. Các thầy là phải nói là rất là nhiệt tình. Đấy, truyền đạt kiến thức cho các em rất là tận tâm. Thế và các em học sinh thì cũng khắc phục khó khăn, bởi vì là có những em là phải đi bộ là mười mấy cây số lên. Thế nhưng mà tinh thần học tập vẫn rất là tốt. Có những cái lớp ấy thì là học sinh phải lấy cái băng làm bàn ghi chép thôi, và lấy cây gạch để ngồi. Cửa sổ thì có những cái lớp không có cánh, không có chắn song, cho nên là gió, nhất là về mùa đông gió rét vào thì các em học sinh phải lấy cái vải nhựa căng. Bàn của giáo viên thì cũng có lớp có lớp không, ở những cái lớp mà không có thì các thầy phải để cái giáo án của mình ra cái chỗ cửa sổ. Các em học sinh lúc đó cũng rất là khắc phục khó khăn để học tập, mặc dù là nhiều em phải đi bộ, không có xe đâu, không có xe đạp, thế nhưng mà vẫn đến học đầy đủ. Thế và đồng thời là vẫn chịu khó học tập, cho nên là kết quả học tập nói chung là cũng vẫn là tương xứng với các cái trường ở trong tỉnh. Khi mới thành lập, cơ sở vật chất của nhà trường rất khó khăn với ba dãy nhà tranh vách đất, vừa làm lớp học, vừa làm văn phòng nhà trường, và đó cũng là nơi sinh hoạt của các thầy cô giáo. Ở thời điểm này, bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc đang bước vào giai đoạn cam go ác liệt nhất. Trong điều kiện bom gầm, đạn rung đó, các phong trào thi đua vẫn được đẩy mạnh, nhất là phong trào ba sẵn sàng, năm xung phong, để duy trì và nâng cao chất lượng dạy học. Hưởng ứng khẩu hiệu tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, thầy và trò nhà trường đã hăng hái lên đường nhập ngũ. Chỉ trong 10 năm đã có 1.357 thầy giáo và học sinh tạm xếp lại bút nghiên tham gia quân ngũ và lực lượng vũ trang bảo vệ Tổ quốc. Trong số họ có những học sinh còn đang học lớp 9 với tuổi đời còn rất trẻ. Cũng có nhiều người vừa mới nhận giấy gọi vào đại học hôm trước thì hôm sau đã có mặt trong hàng quân chiến đấu bảo vệ non sông. 10 học sinh khóa 1, 22 học sinh khóa 2 đã vĩnh viễn nằm lại chính trường, lỡ hẹn với bạn cũ, với trường xưa. Là đất nước còn đang chiến tranh kháng chiến chống Mỹ, nên là thường di chuyển sơ tán đến địa điểm nào là phải nhanh chóng
đào hào, đắp lũy và tự xây dựng trường bằng chỉnh đất và bằng chặt vách. Và tất cả xung quanh trường, xung quanh lớp đều có hào giao thông cả. Nên khi có báo động là mũ lùn rơm là chạy xuống hào. Nhiều bạn từ giữa kỳ 1, hết kỳ 1 đã xung phong lên đường chưa đến 18 tuổi. Khi mà khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh lòng tràn đầy niềm tin và sẵn sàng vượt qua tất cả những gian khó ấy để đến trường, lên lớp. Những ngày mới thành lập, thầy và trò trường Trung học Phổ thông Yên Mỹ không có trường lớp tập trung mà phải học nhờ tại đình làng, nhà dân. Không ai bảo ai, mỗi thầy cô, mỗi phụ huynh và từng học sinh có khi ở cách trường hàng chục cây số cũng vác từng cây tre, cây nứa, mang từng bó rơm đến để dựng trường, dựng lớp. Với tinh thần vừa học vừa lao động xây dựng trường lớp, nửa công trường, nửa học đường để có những lớp học đầu tiên. Ấy vậy mà các thầy cô vẫn hăng say tâm huyết, chắp cánh ước mơ, hoài bão tươi đẹp về tương lai, đã cho các học trò những giấc mơ về sự thành đạt, về công danh sự nghiệp và cả niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Để rồi hôm nay nhìn lại, thành quả tự hào hơn nữa dưới sự dìu dắt chỉ bảo tận tâm của lớp lớp thầy cô giáo nhà trường. 55 năm qua, hơn 35.000 học sinh tốt nghiệp ra trường. Trong số đó, có đến 1/3 đạt trình độ đại học. Có nhiều người đã trở thành các nhà khoa học, có học vị tiến sĩ, các nhà lãnh đạo của Đảng, nhà nước, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang, các doanh nhân thành đạt. Nổi bật như đồng chí Nguyễn Đình Phách, cựu học sinh khóa 4, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên và Thái Nguyên. Đồng chí Trần Quốc Văn, cựu học sinh khóa 20, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, cựu học sinh khóa 14, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Và còn rất nhiều thế hệ học sinh khác đã trưởng thành từ mái trường này. Thầy cũng dạy hết mình và trò cũng là như vậy, là cũng là rất là thích học và ham học. Thầy cũng là tận tâm với trò và trò cũng là như vậy. Như thế thời gian học tập ở nhà trường vẫn là một cái quá trình mà kỷ niệm mà không thể nào quên. Những bạn bè mà cấp 3 của chúng tôi vẫn là những người bạn thân nhất, những thầy cô dạy dỗ cấp 3 vẫn là những thầy cô mà đọng lại cho chúng tôi nhiều cảm xúc nhất. Và với cá nhân tôi thì những thầy cô đó luôn luôn là một nguồn động lực để chúng tôi phấn đấu trong quá trình học tập và làm việc sau này. Hòa bình lập lại, trong muôn vàn khó khăn của công cuộc xây dựng đất nước, trường Trung học Phổ thông Yên Mỹ đã quyết tâm thực hiện lời Bác dạy. Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy thật tốt, học thật tốt. Bằng tình yêu nghề cháy bỏng, bằng khao khát thực hiện những ước mơ xanh cho học trò, các thế hệ thầy cô giáo của nhà trường đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, từng bước nâng cấp cơ sở vật chất, cải tạo cảnh quan môi trường sư phạm, xây dựng văn hóa học đường, không ngừng phấn đấu tích cực nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp dạy học, trao dồi chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đưa trường Trung học Phổ thông Yên Mỹ từng bước phát triển lớn mạnh cả về quy mô và chất lượng dạy học. Đến nay là nhà tôi đã có được 9 thế hệ đều qua ngôi trường này. Lớp anh thì lại kèm lớp em. Ngôi trường này đã trang bị cho chúng tôi những kỹ năng, những kiến thức văn hóa để vững bước vào đời, cũng như là tạo dựng cho anh em của tôi có được hình thành và phát triển nhân cách. Trong từng giai đoạn, nhà trường vừa tập trung nâng cao chất lượng chuyên môn, vừa vận dụng linh hoạt các nguồn kinh phí để đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho việc dạy và học. Cứ thế, bao thế hệ thầy và trò góp từng viên gạch dựng xây ngôi trường Trung học Phổ thông Yên Mỹ khang trang, hiện đại như hiện nay. Trải qua 55 năm phát triển, từ 3 dãy nhà tranh tre nứa lá, vừa để học vừa để sinh hoạt chung, nay trường đã có cơ ngơi tương đối khang trang, sạch đẹp, với 4 dãy nhà tầng, 36 phòng học, 12 phòng chức năng. Các trang thiết bị dạy học đảm bảo cho công tác giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh, đồng thời đảm bảo theo quy chuẩn của trường Trung học Phổ thông vươn tầm chuẩn quốc gia. Lúc đó chưa có một cái nhà tầng nào cả,
mà chủ yếu là nhà cấp 4, rất là khó khăn gian khổ. Đường đi đường này lầy lội, mưa đi vào rất khổ. Đây vẫn là ruộng lúa, bên này vẫn là ruộng cấy lúa. Lúc đầu là chưa có hàng rào, chưa có tường. Ai muốn vào thì vào, muốn đi thì đi. Mà làng Hào Xuyên này thì người ta thường xuyên đi qua trường này để người ta chăn trâu chăn bò, rồi người ta làm các việc đồng áng. Úi giờ bây giờ cơ sở vật chất với trường bây giờ thì khác hẳn. Nó thật, ngày xưa là mưa không được. Đến những năm 2000, trường Trung học Phổ thông Yên Mỹ đã đào tạo được trên 9.300 học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông. Tỷ lệ tốt nghiệp hàng năm bình quân là 96% trở lên. Trong đó, thi đỗ vào các trường cao đẳng đại học chiếm từ 15 đến 20%. Chất lượng giáo dục mũi nhọn có nhiều khởi sắc. Từ năm 1980 đến năm 2000, trường có gần 300 em đạt học sinh giỏi từ cấp tỉnh trở lên. Một số học sinh đạt giải quốc gia và được tuyển thẳng vào đại học. Tiêu biểu như học sinh Nguyễn Thị Thiều Hương, Lương Thị Thu Hằng, Nguyễn Quế Anh được tuyển thẳng vào Đại học Sư phạm, học sinh Trương Thu Hà được tuyển thẳng vào Đại học Tài chính Kế toán. Phong trào học tập lúc đó học sinh phải nói hết sức thiết tha nhiệt tình. Lúc đó là các cháu học sinh nó cũng học hành chăm chỉ và hăng hái lắm. Chúng tôi là tạo dựng một cái nền nếp hoạt động hàng ngày, trong tuần, trong tháng. Học sinh nó rất phấn khởi, đặc biệt là kết hợp với những cái học hành thì chúng tôi tổ chức những cái sinh hoạt tập thể, khí thế vui vẻ để thu hút học sinh, cho nên các em học sinh cũng rất là phấn khởi. Khóa thi tốt nghiệp năm 97, một cái lớp của thầy Khôi chủ nhiệm mà như thế là đỗ đại học, lúc đó còn thi đại học khó khăn lắm, mà đỗ đại học gần hết lớp đó. Và sau đó phát huy cái khí thế đó, những năm sau là học sinh ở trường này đỗ đại học cái tỷ lệ cũng khá cao. Đất nước đổi mới đã mở ra thời cơ và vận hội mới cho giáo dục. Hòa chung với xu thế của thời đại, trường Trung học Phổ thông Yên Mỹ đã có những bước chuyển mình rõ rệt cả về quy mô và chất lượng. Tất cả 72 cán bộ giáo viên nhà trường đều đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn là 25%. Đặc biệt, đội ngũ giáo viên của nhà trường đang ở độ 9, có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, say mê nghiên cứu khoa học, năng động, sáng tạo trong công việc và chủ động trong đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy. Đây là kết quả của quá trình thường xuyên, bền bỉ, bồi dưỡng, đào tạo năng lực chuyên môn cho giáo viên. Hàng năm, trường cử giáo viên tham gia đầy đủ có chất lượng tất cả các lớp tập huấn chuyên đề ở các bộ môn, các lĩnh vực do Sở, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, đi tham quan học hỏi các mô hình dạy học tại các cơ sở giáo dục có uy tín trong và ngoài tỉnh. Những năm gần đây, nhà trường đã triển khai dạy học theo hướng đổi mới phương pháp, sử dụng tốt thiết bị đồ dùng phương tiện dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào những bài học có tích hợp liên môn, phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh. Việc tổ chức những mô hình dạy học mới, dự giờ, đánh giá rút kinh nghiệm để tìm ra những phương pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh được thực hiện thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng giờ học. Các tổ chuyên môn của nhà trường thường xuyên đổi mới sinh hoạt theo hướng thiết thực, hiệu quả, tập trung trí tuệ của tập thể để giải quyết các vấn đề chuyên môn. Các thầy cô đi trước thì là những cái tấm gương sáng để cho chúng tôi học tập và tích cực phấn đấu để có kết quả tốt hơn trong những năm học tới. Các phương pháp học tập truyền thống thì chúng tôi cũng cần phải cải tiến, vẫn phải duy trì. Bên cạnh đó thì chúng tôi kết hợp thêm các phương pháp học tập mới kết hợp với công nghệ thông tin và phương pháp giảng dạy học STEM để tạo cho cái không khí học tập nó sôi động, và thứ hai là học trò được phát huy cái khả năng của các em nhiều nhất. Với những nỗ lực không ngừng của cả một tập thể đoàn kết nhất trí và sáng tạo, trường Trung học Phổ thông Yên Mỹ đã đạt được nhiều thành tích nổi bật đáng tự hào. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông của trường luôn nằm trong top các trường trung học phổ thông có tỷ lệ cao trong toàn tỉnh. Năm 2017, Yên Mỹ là một trong 4 trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh có tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100% và tỷ lệ học sinh đỗ đại học là 70,22%.
Những năm qua, có nhiều học sinh nhà trường đạt số điểm rất cao như em Nguyễn Minh Hiếu, em Ngô Lan Anh, em Đỗ Hải Nam. Đặc biệt hơn, trường Trung học Phổ thông Yên Mỹ là trường duy nhất trong khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, không phải là trường chuyên, nhưng đã bồi dưỡng và cử học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi khu vực Duyên Hải và Đồng bằng Bắc Bộ, cùng với học sinh khối các trường trung học phổ thông chuyên. Từ năm 2015 đến nay, đã có 54 em học sinh nhà trường đạt giải với tổng số 8 huy chương bạc, 11 huy chương đồng và 35 giải khuyến khích. Với kết quả này, trong 5 năm qua, đã có 15 em học sinh của nhà trường vinh dự nhận học bổng mang tên Odon Valley với số tiền 180 triệu đồng. Song song với dạy chữ, trường Trung học Phổ thông Yên Mỹ cũng chú trọng dạy người, đào tạo những thế hệ học sinh vừa có tư tưởng đạo đức tốt, vừa phát huy tối đa năng lực. Thông qua việc xây dựng kế hoạch và đặt ra các chủ đề cho từng tháng, từng năm, nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, thu hút đông đảo các em học sinh tham gia, tạo không khí hào hứng, phấn khởi để các em học tập tốt. Các hoạt động ngoài giờ như thành lập các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ theo sở trường năng lực của học sinh, tổ chức các trò chơi dân gian, các hoạt động vui chơi tập thể, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu các vấn đề xã hội và kiến thức pháp luật, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, những hành trình về nguồn, tìm hiểu văn hóa dân tộc, v.v. đã phát huy tác dụng giúp cho các em tự tin hơn. Trước đây thì em là một người không tự tin vào bản thân mình, nhưng mà khi mà vào trường thì các thầy các cô đã giúp em trở nên tự tin hơn, kiểm soát được bản thân tốt hơn, khiến em trưởng thành hơn từng ngày ạ. Sau gần 3 năm học được học tập dưới mái trường Trung học Phổ thông Yên Mỹ thì em không chỉ có được một cái nền tảng kiến thức vững chắc cho bản thân mình, mà em còn được học tập rất nhiều những kỹ năng sống cũng như là những kỹ năng về thực tiễn. Chúng em sẽ tiếp tục cố gắng học tập thật tốt, rèn luyện đạo đức để trở thành những công dân có ích cho xã hội, để tiếp bước truyền thống của các thế hệ đi trước, tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm, các hoạt động từ thiện để nâng cao kỹ năng của bản thân, nâng cao trình độ kiến thức cũng như là kinh nghiệm về thực hành. Với những thành tích xuất sắc cho công tác giáo dục cũng như công tác chính trị của địa phương, trường Trung học Phổ thông Yên Mỹ đã được các cấp, các ngành, phụ huynh và học sinh tin yêu. Trường đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý Huân chương Lao động hạng 3 năm 2000, Huân chương Lao động hạng 2 năm 2020, cùng nhiều bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Mỗi năm, trường có từ 5 đến 7 thầy cô giáo được công nhận là chiến sĩ thi đua, giáo viên dạy giỏi các cấp. Có 25 cán bộ giáo viên được tặng huân huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước và 16 cán bộ giáo viên được tặng huy chương vì sự nghiệp giáo dục. Đó là kết quả của 55 năm lao động và học tập hăng say, nhiệt tình của các thế hệ thầy cô giáo, của lớp lớp các em học sinh nhà trường. Trong thời gian tới, thầy và trò trường Trung học Mỹ quyết tâm giữ vững cái danh hiệu trường Trung học Phổ thông đạt chuẩn quốc gia và không ngừng là đổi mới nội dung phương pháp giảng dạy, đặc biệt là đổi mới công tác kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học, để Trung học Phổ thông Mỹ luôn là điểm đến, là sự lựa chọn tin tưởng của phụ huynh và học sinh khu vực Yên Mỹ, đồng thời xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng của các cấp lãnh đạo tỉnh Yên. Và thầy và trò Trung học Yên Mỹ phấn đấu để khi nhắc đến Mỹ là người ta nhớ đến một môi trường giáo dục lành mạnh với đầy đủ các thầy tố chân thiện Mỹ, xứng đáng với cái tên gọi là Trung học Phổ thông Yên Mỹ. Hơn nửa thế kỷ xây dựng phát triển, các thế hệ nhà giáo trường Trung học Phổ thông Yên Mỹ vẫn miệt mài chở những chuyến đò tri thức. Từ sự tận tụy của thầy cô, nhiều học sinh của trường đã thành đạt. Điều đáng trân quý là dù đi đâu, làm gì, họ vẫn hướng trái tim yêu thương về ngôi trường giàu truyền thống, nơi nuôi dưỡng chấp cánh ước mơ và bồi đắp tâm hồn mình. Và mỗi khi nhắc đến trường Trung học Phổ thông Yên Mỹ là nhắc đến ngôi trường đào tạo bao thế hệ học sinh có đủ đức tài và trưởng thành trên nhiều lĩnh vực.